Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Khuyến học Việt Nam trên truyền hình thực tế HDTV Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Thưa quý vị, sau 10 năm thực hiện chỉ thị 11, chỉ thị Trung ương, ngày 10 tháng 5 năm 2019, Ban Bí thư đã ban hành kết luận 49, kết luận Trung ương về tiếp tục triển khai chỉ thị 11 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Theo đó, ngày 13 tháng 9 năm 2019, tại Văn phòng Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã chủ trì buổi làm việc về việc triển khai thực hiện kết luận số 49 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội Khuyến học Việt Nam. Tại buổi làm việc, giáo sư tiến sĩ Phạm Tất Dòng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã báo cáo kết quả hoạt động theo kết luận 49 được Hội Khuyến học thực hiện. Theo kết luận 49 có 8 vấn đề lớn, nhưng Hội Khuyến học đã tách thành 11 vấn đề để dễ dàng triển khai, theo dõi và kiểm tra, đánh giá. Trong đó tập trung nhấn mạnh tầm quan trọng của các mô hình học tập như công dân học tập, đơn vị học tập và thành phố học tập, đồng thời đẩy mạnh học tập suốt đời trong công nhân, người lao động theo mô hình học tại chỗ, học tại chính nơi làm việc. Tiếp tục triển khai đề án 281 và cần nâng cao tiêu chí đánh giá để các gia đình, cá nhân liên tục học tập. Nâng cao hơn nữa công tác xóa mù chữ bởi vẫn có những người tái mù chữ. Đối với các trường đại học, cần xây dựng tài nguyên giáo dục mở, phong phú, đa dạng và nhân rộng mô hình đào tạo từ xa, học qua các thiết bị điện tử thông minh ở mọi lúc, mọi nơi. Trước xu thế nền công nghiệp 4.0 đang phát triển mạnh mẽ như hiện nay, nền kinh tế chia sẻ, tri thức chia sẻ nhờ chương trình Việt số hóa sẽ góp phần tích cực cung cấp tri thức cho con người. Do đó, học tập thường xuyên là điều hết sức cần thiết và định hướng giáo dục thường xuyên, nhất là xây dựng tài nguyên giáo dục mở đã được các đại biểu đưa ra tại buổi làm việc. Liên quan đến việc thực hiện chỉ thị 11 và kết luận 49, ba nội dung lớn được Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh tại buổi làm việc, đó là phát triển hệ thống giáo dục thường xuyên, các mô hình học tập và tổ chức hội khuyến học, xây dựng nguồn tư liệu để phục vụ cho học tập thường xuyên, nguồn tài nguyên giáo dục mở. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam về việc thực hiện chỉ thị 11, kết luận 49 và đề án 281 trong thời gian qua. Đến nay, nhận thức của người dân về giáo dục thường xuyên cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Luật giáo dục năm 2019 đã được Quốc hội thông qua, trong đó quy định rõ phát triển hệ thống giáo dục mở, xây dựng xã hội học tập nhằm tạo cơ hội để mọi người được tiếp cận giáo dục, được học tập ở mọi trình độ, ở mọi hình thức, học tập suốt đời. Trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo mong muốn Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng phối hợp tham mưu cho Chính phủ để ban hành thông tư về tiêu chí đánh giá đơn vị học tập trong các cơ quan nhằm đạt kết quả tốt nhất khi thực hiện. Về xây dựng giáo dục mở, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã và đang xây dựng các bài giảng và bộ câu hỏi tài nguyên giáo dục mở thông qua hình thức e-learning. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã đưa ra ý kiến để tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị 11 và kết luận 49. Theo đó, ông Nguyễn Sơn Hải, Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, để phục vụ cho học tập thường xuyên, Bộ Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ động tham gia xây dựng hệ tri thức Việt số hóa, các tài liệu từ mầm non đến các trường đại học được biên tập đưa lên mạng. Đặc biệt, vụ giáo dục thường xuyên đã biên soạn các chuyên đề, các gói tri thức dựa trên nhu cầu thực tế của người dân có tính ứng dụng cao để khuyến khích cá nhân, tổ chức tham gia học tập trên môi trường mạng, trong đó các trường đại học phải là nòng cốt. Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ nhanh chóng có các văn bản gửi các cơ sở giáo dục đại học trong thời gian sớm nhất. Kết luận buổi làm việc, giáo sư Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa đến giáo dục thường xuyên, tăng cường, bổ sung nguồn nhân lực cho giáo dục thường xuyên và xây dựng tài nguyên giáo dục mở để đào tạo mở ở tất cả các cấp học, học tập thường xuyên và học tập suốt đời. Tiếp tục phát triển các mô hình học tập của đề án 281 sau năm 2020, đồng thời tăng cường công tác thông tin tuyên truyền giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội Khuyến học đến mọi tầng lớp nhân dân. Ngày 10 tháng 9 năm 2019, Đoàn Cán bộ Thẩm định Giải thưởng Nhân tài đất Việt về Khuyến học Khuyến tài năm 2019 của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam do Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Phạm Hoàng Be làm trưởng đoàn. Đoàn công tác đã đến thẩm định đề án sáng chế máy ruôi sán củ tươi TS08 của ông Hà Kim Tới, hội viên Hội Khuyến học Việt Nam, sinh hoạt tại khu 8, xã Võ Lao, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.
Tại buổi làm việc, tác giả sáng chế ông Hà Kim Tới đã báo cáo tóm tắt quá trình học tập, nghiên cứu sáng chế máy rui sắn củ tươi TS08. Giá bán máy hiện nay tại cơ sở là 1 triệu đồng trên một thiết bị máy hoàn chỉnh, có kèm theo phụ tùng riêng để thay thế hoặc theo yêu cầu của khách hàng, phù hợp với các hộ gia đình có trồng và chế biến sắn kể cả những nơi không có nguồn điện. Máy đã được bán để sử dụng tại hầu hết các tỉnh phía Bắc, tỉnh Quảng Ngãi và một số nước ngoài đã đặt mua máy như Lào, Campuchia. Khi hết mùa sơ chế sắn củ, có thể sử dụng động cơ lắp vào các thiết bị khác để sử dụng như máy bơm nước, máy đốn canh chè, tách hạt ngô. Sau khi nghe tác giả báo cáo, ông Phạm Hoàng Be, trưởng đoàn thẩm định thông báo kết quả thẩm định của đoàn công tác. Theo các quy định của Trung ương Hội, sáng chế đã đạt các hiệu quả về kinh tế, xã hội, môi trường và hiệu quả về sử dụng. Tại đây, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, các cấp và lãnh đạo Ủy ban dân huyện Thanh Ba đều nhất trí đề nghị Hội đồng xét giải thưởng Nhân tài đất Việt năm 2019 xét trao giải cho công trình sáng chế máy rui sắn củ tươi TS08 của ông Hà Kim Tới. Thưa quý vị, sáng ngày 14 tháng 9 năm 2019, Viện Đào tạo và Phát triển Quản lý DVL Edu đã tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1 năm 2019 tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Đây là hoạt động được sự ủy quyền của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội theo quyết định số 269, quyết định Sở Xây dựng ban hành ngày 4 tháng 4 năm 2019. Theo đó, kỳ thi đợt 1 năm 2019 với số lượng 745 thí sinh đủ điều kiện tham dự. Tại đây, các thí sinh sẽ phải thực hiện hai nội dung thi bắt buộc là kiến thức cơ sở, bao gồm pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản, thị trường bất động sản, đầu tư bất động sản, phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản, và phần kiến thức chuyên môn, bao gồm tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản, quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản, giải quyết tình huống trên thực tế. Thì đợt này thì tôi cảm thấy là cái đề thi năm nay thì nó cũng, cái phần tự luận thì nó cũng không quá là dài. Và cái phần trách nhiệm thì mình cũng phải số liệu cái dự kiến nó khá là nhiều. Thế là mình cũng phải học thật kỹ thì mình có thể làm được. Thực hiện theo đúng quy định của Bộ Xây dựng đã ban hành thông tư số 11 năm 2015, nhân viên môi giới bất động sản phải dự thi sát hạch và có chứng chỉ môi giới bất động sản mới được hành nghề. Quy định này chính thức có hiệu lực từ ngày 16 tháng 2 năm 2016. Kỳ thi đợt 1 năm nay được diễn ra dưới sự phối hợp của Hội đồng thi, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội và Viện Đào tạo và Phát triển Quản lý DVL Edu thuộc DVL Group. Kỳ thi lần này có nghiêm túc hơn anh tưởng tượng. Và cơ cấu các những người tham gia vào việc giám sát cũng như là coi thi thì rất là chặt chẽ. Và các thí sinh thì thực hiện nghiêm túc bài thi của mình. Anh mong muốn là sẽ vượt qua kỳ thi lần này để được cấp chứng chỉ hành nghề để anh có thể tham gia vào thị trường kinh doanh bất động sản. Kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản sẽ là cơ hội cho các thí sinh có đam mê với lĩnh vực bất động sản có thể được tiếp cận, trải nghiệm và kiểm tra kiến thức thực tế và kiểm tra kiến thức về các vấn đề liên quan đến môi giới bất động sản, tạo ra một đội ngũ nhân viên môi giới bất động sản chuyên nghiệp, có kiến thức chuyên môn, giúp cho thị trường bất động sản Việt Nam phát triển mạnh mẽ và có nhiều khởi sắc, đồng thời mang lại cái nhìn tích cực hơn trong mắt xã hội để người dân cảm thấy yên tâm hơn khi ủy thác tài sản của họ cho nhân viên môi giới bất động sản. Trong những năm vừa qua thì được Sở Xây dựng Hà Nội lựa chọn là cái cơ sở tổ chức để phối hợp tổ chức cái kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản trên cơ sở là Sở Xây dựng ủy quyền cho Viện Đào tạo Phát triển Quản lý DVLU tổ chức. Thì chúng tôi đã tổ chức thành công các cái kỳ thi các năm trước và năm nay, năm 2019 thì đây là kỳ thi thứ nhất. Và tại kỳ thi này thì với quy mô là 18 phòng thi. Và chúng tôi đã tổ chức hết sức là chặt chẽ theo đúng cái quy chế, quy định của nhà nước. Cái bầu không khí thi rất là nghiêm túc. Ngoài các cái giám khảo được trang bị các cái kiến thức, kỹ năng và đạo đức qua rất là nhiều năm quản lý và coi thi, đào tạo và coi thi, còn có sự giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước đại diện là Sở Xây dựng. Tham gia cái cuộc thi sát hạch để lấy cái bằng chứng chỉ môi giới về bất động sản thì chúng ta mới thấy được là cái sự nghiêm túc của một cái trào lưu mới, đó là giá trị của các cái chuyên viên tư vấn môi giới bất động sản, nghiêm túc cả trong việc trang bị kỹ năng cho mình và được nhà nước công nhận thông qua cái cuộc thi ngày hôm nay.
Nhân dịp diễn ra kỳ thi, EVL Group đã tặng các thí sinh voucher ưu đãi trực tiếp trị giá 300.000 đồng khi tham gia khóa học khởi sự doanh nghiệp sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 9 sắp tới. Chương trình Truyền hình Khuyến học Việt Nam hôm nay đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.